Bảo Khanh và Trang Lương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với IBC TV. Trở lại phần tin tức chi tiết tiếp theo, hacker đã truy cập tất cả dữ liệu 4 triệu khách hàng của Medibank ở Úc. Medibank Private là công ty bảo hiểm sức khỏe lớn nhất của Úc cho biết hôm thứ Tư, một vụ tấn công mạng đã xâm nhập dữ liệu của tất cả trong số gần 4 triệu khách hàng của họ, khi công ty đã cảnh báo mức thu nhập nửa năm đầu từ 25 triệu đô la Úc đến 35 triệu đô la Úc, tức là 16 triệu Mỹ Kim đến 22,3 triệu Mỹ Kim. Công ty nói rằng tất cả số lượng dữ liệu yêu cầu từ về sức khỏe cá nhân của tất cả khách hàng của họ đã bị xâm phạm trong vụ vi phạm được báo cáo trong tháng này. Một ngày sau khi công ty cảnh báo số lượng khách hàng bị ảnh hưởng sẽ tăng lên, cổ phiếu của công ty đã giảm hơn 14%, mức trượt giá lớn nhất trong một ngày kể từ khi niêm yết vào năm 2014. Medibank bao gồm khoảng 1/6 người Úc cho biết là chi phí ước tính không bao gồm chi phí sửa chữa hoặc quy định tiềm năng, cũng đã rút lại dự báo tăng trưởng của chính sách tài khóa 2022. Medibank đã báo cáo lợi nhuận sau thuế khoảng 394 triệu đô la Úc cho năm tài chính 2022 và năm vào tháng 8. EMA cảnh báo về làn sóng coronavirus mới do các biến thể phụ. Cơ quan quản lý của Liên Âu vào hôm thứ Tư đã cảnh báo về một làn sóng nhiễm coronavirus mới và kêu gọi công dân của Liên Âu hãy tiêm chủng hoặc là tái tiêm chủng ngay bây giờ. Trong một cuộc họp báo tại Amsterdam, viên chức là Marco Cavalleri của Cơ quan Dược phẩm Châu Âu, viết tắt là EMA, đã phát biểu là đại dịch vẫn chưa kết thúc và chúng ta vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Ông cho biết thêm là BQ1 là biến thể phụ của Omicron đã được phát hiện ở 5 trong số 27 thành viên của Liên Âu và cảnh báo rằng nó có khả năng tăng cường né tránh miễn dịch. Ông Cavalleri đã nói là BQ1 và dòng phụ của nó được gọi là BQ11 sẽ trở thành những chủng vượt trội vào giữa tháng 11 cho đến đầu tháng 12. Người đứng đầu về các mối đe dọa sức khỏe và chiến lược vaccine của EMA đã cho biết là cơ quan Liên Âu đã chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng của các trường hợp bệnh đậu mùa khỉ và rõ ràng là đã ngăn chặn được sự bùng phát ở châu Âu. Hơn 90 quốc gia nơi bệnh đậu mùa khỉ không lưu hành đã báo cáo sự bùng phát của bệnh do virus gây ra, mà Tổ chức Y tế Thế giới đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Tổng thống Đức đã phải xuống hầm trú ẩn khi tới thăm Ukraine. Tổng thống Frank-Walter Steinmeier buộc phải xuống hầm trú ẩn trong một tiếng rưỡi vì còi báo động không kích vang lên lúc ông tới thăm Ukraine. Sau khi bất ngờ đến thủ đô Kyiv hôm nay, thì Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã tới thăm thành phố Goriukiaka, tỉnh Chernihiv, miền bắc Ukraine. Tuy nhiên, thì ông phải xuống hầm trú ẩn khi còi báo động không kích vang lên. Chúng tôi đã ở dưới hầm trú ẩn trong một tiếng rưỡi. Điều đó thực sự gây ấn tượng cho chúng tôi về điều kiện sống của người dân ở đây, ông nói. Thành phố Goriukiaka đã từng bị lực lượng Nga kiểm soát trong những ngày đầu chiến dịch. Quân Nga đã rút khỏi thành phố, nhưng Goriukiaka vẫn đối mặt với những mùa đông ảm đạm do cơ sở hạ tầng bị hư hại và gặp khó khăn về nguồn cung cấp thiết yếu. Tổng thống Steinmeier ca ngợi lòng dũng cảm của cư dân thành phố, những người mà ông nói đã phải đối đầu với xe tăng bằng tay không và thực sự khiến chúng phải dừng lại tại thủ đô Kyiv. Ông Steinmeier cam kết là Đức sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa cho Ukraine kể về mặt quân sự, chính trị và tài chính. Ông dự kiến gặp Tổng thống Ukraine là Volodymyr Zelensky trước khi trở về Đức vào ngày 26 tháng 10. Cựu phó Phòng Cảnh sát Kinh tế của An Giang bị bắt do liên quan đến buôn lậu. Ông Lê Tấn Tài là cựu phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu thuộc Công an tỉnh An Giang đã bị tố cáo và tạm giam vì dính líu tới một trùm buôn lậu. Tin từ truyền thông nhà nước loan tin vào ngày 26 tháng 10 đã dẫn nguồn từ Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về biện pháp như là vừa nêu đối với ông Lê Tấn Tài. Ông này đã bị khởi tố điều tra với cáo buộc là lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 của Việt Nam. Sai phạm cụ thể của ông này được nêu ra là đã chỉ thị cấp dưới điều tra không đúng quy định trong vụ án buôn lậu do bà Nguyễn Thị Kim Hạnh hay là Mười Trường cầm đầu. Cơ quan chức năng cũng cho biết là vào tháng 12 năm 2018, công an đã bắt giữ được một số hàng buôn lậu và vụ này được chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu thuộc Công an tỉnh An Giang điều tra. Ông Lê Tấn Tài được phân công phụ trách chính trong vụ này. Ông được nói là có quan hệ họ hàng với bà Mười Trường
nên ra lệnh điều tra viên thực hiện quy trình điều tra theo hướng có lợi cho những người cầm đầu đường dây buôn lậu. Cơ quan chức năng cũng cho biết là bà Nguyễn Thị Kim Hạnh là trùm buôn lậu vàng ở tỉnh An Giang. Bà này vào hồi tháng 2 năm 2022 vừa bị án 8 năm do vận chuyển trái phép 470.000 đô la từ Cambodia về Việt Nam. Vợ của Bùi Văn Thuận đã kêu cứu khi bị người lạ quấy rầy, công an phường chưa giải quyết. Vợ của tù nhân lương tâm là Bùi Văn Thuận làm đơn kêu cứu khi bị quấy rối và đe dọa bởi người lạ mặt, nhưng nhà chức trách phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói chưa có căn cứ để giải quyết. Bà Trịnh Thị Nhung cho biết trong thời gian gần đây có nhiều lần người lạ mặt đến nhà của bà ở phường Mai Lâm để sách nhiễu, trong khi bà là một người mẹ đơn thân có chồng bị bắt giữ với cáo buộc là tuyên truyền chống nhà nước từ tháng 8 năm ngoái và hiện đang chờ ra tòa sơ thẩm. Lần gần đây nhất là vào chiều ngày 20 tháng 10, một thanh niên cao to, bịt mặt, khẩu trang kín mít, đi xe hơi đến hỏi mua mật ong nhưng sau đó thì lại cà khịa và xúc phạm bà. Sau khi bị chủ nhà từ chối bán hàng vì thái độ thô lỗ và không đàng hoàng, thì người này quay ra chất vấn bà về khả năng kiếm tiền nuôi con. Người này còn cho rằng có ai đó chu cấp cho gia đình bà khi chồng bà bị bắt giam. Cuối cùng thì người này còn đe dọa bà, nói bà lấy chồng ở tỉnh Hòa Bình thì về quê chồng mà sinh sống. Qua biển số xe, bà Nhung nhận ra chiếc xe mà người này đi cùng cũng chính là phương tiện mà một thanh niên xăm trổ đã đến nhà bà vào một đêm khuya 2 tháng trước đây và gọi cửa đòi mua đồ mật ong. Khi đó thì người này còn có ý định xông vào nhà bà khi mà chỉ có bà với con gái nhỏ. Bà Nhung làm đơn tường trình hai lần bị quấy rối cùng video clip ghi lại cảnh người đàn ông cùng xe hơi với biển kiểm soát rõ ràng lên công an phường Mai Lâm. Bà cho biết sau khi xem xét tài liệu mà bà cung cấp thì công an địa phương nói sự việc chưa nghiêm trọng nên chưa hành động gì cả. Người phụ trách an ninh địa phương nói với bà Nhung nếu như người đàn ông kia quay lại thì bà ta có thể tự vệ hoặc gọi công an phường đến để giải quyết. Hơn 1 tỷ người mừng lễ hội ánh sáng Diwali là một lễ hội ánh sáng được trưng cho thiện và ác, được các tín đồ Hindu trên khắp thế giới tổ chức ngày 24 tháng 10. Diwali là một những ngày lễ hội quan trọng nhất của đạo Hindu hay còn gọi là Ấn Độ giáo. Vào dịp này thì hơn 1 tỷ tín đồ Hindu trên khắp thế giới sẽ thắp đèn dầu bắt khắp nhà, đường phố, ca ngợi chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối, của cái thiện trước cái ác. Tại Ấn Độ thì Diwali là ngày lễ quốc gia. Vào đêm này thì người Hindu mặc những bộ quần áo đẹp nhất, thắp sáng đèn nến bên và bên trong và ngoài căn nhà của mình. Các thành viên của gia đình và bạn bè thân thuộc thường giao lưu, tặng quà cho nhau trong ngày này. Vào buổi tối thì họ sẽ tổ chức lễ cầu nguyện riêng cho nữ thần Hindu Lakshmi là biểu tượng của may mắn và thịnh vượng. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV buổi sáng ngày hôm nay do sứ ngôn viên Bảo Khanh và Trang Lương thực hiện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn tới các nhà bảo trợ của chương trình như là BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. BNT Insurance với hơn 10 năm kinh nghiệm bảo hiểm đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California, số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ 2 tại Gavi Avenue, Rosemead, California, số phone là 626-999-5865. Và trụ sở thứ 3 tại Valley Boulevard, San Gabriel, California, số phone là 626-570-0342. Hiện tại đang là mùa Open Enrollment cho chương trình Obamacare bảo hiểm sức khỏe. Quý vị nào cần giúp để enroll cho năm mới, xin hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi cũng đang có những chương trình quỹ về hưu rất đặc sắc lên tới 35% bonus. Nếu quý vị bỏ vô 100.000 trong tài khoản để cho quỹ về hưu của mình, quý vị sẽ có thêm 35.000 trong tài khoản ngay lập tức. Quý vị nào có biết muốn biết thêm chi tiết hãy gọi ngay cho BNT Insurance. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Bảo Khanh và Trang Lương xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và xin kính chúc quý vị một ngày thật vô lượng an lạc.